Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Vừa rồi mục sư Benihin có đến đây chia sẻ với chúng ta có một kinh nghiệm rất là đau đớn trong đời sống của ông ta. Và cảm ơn Chúa qua kinh nghiệm đó mà giúp đỡ hàng triệu những con người trên thế giới này. Ông đã bị khủng hoảng trong gia đình. Sau 30 năm sống với nhau, chức vụ của ông nổi tiếng trên thế giới. Tôi đã xem 3 cái buổi truyền giảng của ông tại Ấn Độ. Buổi chiều đầu tiên 1.300.000 người tới vào chiều ngày thứ sáu. Chiều ngày thứ bảy 1.500.000 người tới dự. Và ngày chủ nhật ông ta giảng có 2.000.000 người tới tham dự. Khi camera quay cái đó mà tôi nhìn thấy cơ man nào là người, tôi nhìn thấy giống như là tsunami của Nhật Bản vậy. Đông ơi là đông, bạn tưởng tượng 2.000.000 người trong một buổi nhóm kinh hoàng như thế nào. Nhưng ông ta làm chứng rằng ông ta đã gặp một khủng hoảng trong hôn nhân. Gia đình ông bị khủng khắc. Bởi vì ông đã đặt trật tự trong gia đình sai. Ông đặt rằng Chúa đầu tiên, công việc thứ hai và thứ ba mới là gia đình. Và sau cái khủng hoảng đó mất 2 năm trời chiến đấu và vợ chồng được đoàn tụ trở lại. Ông ta được Chúa dạy rằng hãy đặt lại trật tự. Đức Chúa Trời đầu tiên, gia đình thứ hai. Và điều thứ ba mới là công việc. Hãy lắng nghe này. Đức Chúa Trời tạo dựng cả cái vũ trụ này, thế giới vĩ mô và vi mô, có sự liên hệ với nhau rất là chặt chẽ. Qua kính viễn vọng, bạn nhìn thấy cả vũ trụ này, những hành tinh quay lơ lửng không bị trói buộc vào ai hết. Bạn nhìn có kính hiển vi thế giới vi mô qua những cái điện tử quay xung quanh hạt nhân. Từ cái nhỏ nhất cho tới cái lớn nhất, nó có một sự tổng hợp hài hòa giống nhau. Để mà có cái lớn nhất đó, những cái nhỏ nhất đó nó phải định vị đúng vị trí của nó. Chỉ cần một phân tử vỡ thôi, chỉ cần một nguyên tử đột biến thôi, thế giới này có thể bị đảo điên rồi. Bạn ơi, gia đình của bạn và tôi là một phân tử nhỏ nhất ở trong một xã hội. Nếu phân tử đó bị vỡ, nếu phân tử đó bị đảo lộn, thì xã hội làm sao được trường tồn được. Bởi vậy cho nên chức vụ của bạn có lớn bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu như bạn không xem là nền tảng của cuộc đời của bạn, đó là gia đình, đó là đời sống cá nhân của bạn. Đời sống cá nhân của bạn là những gì bạn làm trong phòng riêng đó, trong 4 bức tường đó chính là bạn đấy. Đứng trước đám đông chưa phải là bạn. Bạn chính là con người mà một mình ngồi trong phòng riêng đó. Bạn đọc gì, xem gì, nói gì và nghĩ gì, đó chính là bạn. Còn chưa chắc đứng trước đám đông, chưa chắc vợ bạn nhìn thấy bạn là bạn đâu. Điều thứ hai là gia đình của bạn. Bởi vậy cho nên cảm ơn Chúa, hãy xem lại, gia đình vô cùng quan trọng. Amen. Bởi vậy cho nên nếu như bạn bị có ai đó tấn công, mà nếu như bạn chú trọng về gia đình của bạn, bị ai đó tấn công, bạn hãy xem lại thôi. Nếu Chúa vẫn cứ hàng đầu trong đời sống của bạn, thì bạn đừng có sợ người ta nói gì. Bởi vì sớm muộn gì, sự ban phước của Ngài một ngày bằng ngàn năm của chúng ta cộng lại, làm việc vất vả tất tả mệt lả rồi sau đó mồ mả. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Hãy quay sang lân cận nói rằng gia đình rất là quan trọng. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một chủ đề mà nó liên quan tới đại hội vừa rồi của chúng ta, vẫn liên quan tới nhiều cái thắc mắc trong đầu của bạn, hoặc có ai đó đã nói chuyện với bạn, là những dấu hiệu khi thần của Chúa hành động. Một người mẹ mang đồ ăn tới cho con của mình, đứa con ngửi mùi bỏ chạy. Một người mẹ đưa đồ ăn tới cho con của mình, đứa con nhìn thấy trong đồ ăn nó có hành, nó bỏ chạy. Nó không biết được rằng trong cái chất bổ của món ăn đó mẹ nó đã chuẩn bị cho nó như thế nào. Nó không biết món ăn nó ngon ra làm sao. Nó không biết rằng ăn vào nó no như thế nào. Nó chỉ cần ngửi thấy mùi, nó đã bỏ chạy rồi. Nó chỉ cần nhìn thấy hành và tỏi ở bên trong, hoặc một hạt tiêu, nó đã bỏ cả món ăn rồi. Bạn ơi, đừng bị lừa. Có một số những con người chưa cần biết sự thật ra làm sao, thấy người ta ngã, thấy người ta có một số biểu hiện lạ lạ mình không hiểu, đã bỏ chạy rồi. Hãy cẩn thận, đừng xét đoán vội. Bạn không ngã,
đâu có gì đâu. Người ta ngã đâu có ảnh hưởng tới bạn. Họ ngã, bạn không ngã là được. Không phải vì họ ngã mà bạn ngã, mà họ ngã mà bạn không bị ngã cũng không sao. Cái vấn đề là tôi ở cái chỗ đó từ đầu cho đến cuối, tôi muốn nhận được đồ ăn thay vào người mùi mà bỏ chạy. Có một câu chuyện mà dẫn đưa tới anh chị em tới bài giảng ngày hôm nay. Có một gia đình nọ đưa con tới bãi biển Đồ Sơn nghỉ mát mùa hè, và nghe nói rằng ở bãi biển này có bọn trộm cắp nhiều lắm, thầy hãy cẩn thận. Ông ta đã chọn một cái chỗ thật là kín đáo và ít tiếp xúc với con người. Cả nhà nằm phơi nắng như vậy, ông ta thấy một người đàn bà già, nhìn cái mắt đã thấy gian gian rồi. Vừa đi vừa nhìn, vừa đi vừa nhìn, bà nhặt nhặt cái gì đó mà cái kiểu nhặt nhặt này là giả vờ. Bà đang nhòm ngó xem ai xuống tắm để thó một cái đồ gì đó. Nhìn đã biết ngay cái bộ mặt gian dảo rồi. Và rõ ràng gia đình này đã chọn một cái chỗ kín nhất, thế mà bà ta cứ tiến gần tới. Mà cái mắt của bà lại lạ lạ ở chỗ, cứ liếc nhìn hai đứa con xinh đẹp của nhà ông ấy mà cười tủm tỉm. Giật gian, kiểu này rõ là đồ gian rồi. Nhìn thấy cái khuôn mặt của bà đó, không biết bà nhặt cái gì mà lại đến gần gần chỗ mình đang nằm. Ông quyết định bảo vợ và hai đứa con dẹp đồ, đi về khách sạn ở, không tắm nữa. Vừa đi vừa lẩm bẩm, cái bà lão này làm mất cả cuộc vui hôm nay. Nhìn thấy nó đã thấy không muốn tắm rồi. Về sau khi đặt vài chai Coca-Cola để uống, mới hỏi cái người bồi bàn tại nơi đó: anh ơi, anh có biết cái lão, cái bà già thế gian gian á, mà làm sao đây không đuổi bà đi, như vậy á làm sao có khách được. Cái người thanh niên trẻ mang đồ ăn tới nói: à thôi đừng có để ý tới bà đấy làm gì, bà ta năm ngoái chết đứa cháu đó cũng đến đây bơi, nó dẫm phải cái mảnh xanh chảy máu và bị vi trùng uốn ván chết, từ đó nhớ cháu, bà ra đây cứ ngồi nhìn vào biển nhớ cháu và đứng dậy đi nhặt tất cả những mảnh sành, mảnh chai để cho trẻ con không bị như có như cháu của bà. Nhiều lần tôi đã nói rồi, nhưng bà nói rằng không sao, vất vả một chút, nhưng nhiều đứa trẻ không chết như cháu của tôi. Đấy, bà nói thế đấy. Người đàn ông sau khi nghe câu chuyện đó, miệng ông uống Coca-Cola đắng như thuốc vậy. Ông đứng dậy định chạy ra tìm người đàn bà đó để xin lỗi, nhưng bóng của bà ta đã khuất ở tận cùng của bãi cát. Câu chuyện vừa rồi để cho bạn nhìn thấy, đừng xét đoán vội, đừng nhìn người bên ngoài mà xét đoán bản chất ở bên trong. Amen. Hãy quay sang lân cận, đừng xét đoán. Hãy cùng tôi giờ câu Kinh Thánh Công Vụ đoạn 1. Câu số 4, câu số 5, lời Chúa nói rằng lúc ở với các sứ đồ sau khi Chúa Giêsu ở với họ 3 năm, Ngài bị đóng đinh chết, bị nằm trong mộ 3 ngày, Chúa sống lại từ cõi chết 40 ngày ở cùng với họ. Thì trong thời gian 40 ngày này, lời Chúa nói rằng lúc ở với các sứ đồ cuối thời gian 40 ngày, Ngài dặn những sứ đồ đó rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Tiếp theo: vì chưng răng đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Câu 8, câu 9. Tiếp theo lời Chúa nói rằng thế nào là báp têm bằng Đức Thánh Linh? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, hãy nhắc lại cùng tôi từ Đức Thánh Linh giáng trên. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Câu 9. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài. Câu nói vừa rồi: khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi. Hãy trở lại câu số 8. Lời Chúa nói rằng khi Đức giáng trên các ngươi thì các ngươi nhận lấy quyền phép. Câu nói này là câu nói cuối cùng. Đây là câu nói cuối cùng trước khi Giê-xu rời đất này lên trời. Người ta nói rằng thường câu nói cuối cùng của một người lìa khỏi đời này là câu nói quan trọng nhất.
Khi bố mẹ gọi đứa con lên giường, đi bên cạnh giường để nói lời trăn trối cuối cùng, thường là câu quan trọng nhất, quan trọng nhất. Bạn nghĩ lại xem, nếu như bây giờ Chúa hỏi, còn 5 giây nữa ngươi sẽ lìa đời này, ngươi sẽ để lại cho vợ và con hoặc cho con của mình câu gì? Bạn nói rằng ôi, từ từ, còn lâu nữa mới có cái ngày đó, chuẩn bị trước. Đặt câu hỏi như vậy để cho bạn biết thực sự bạn quan trọng cái gì. Còn nếu như bạn không trả lời được câu hỏi đó, hoặc là bạn vô tư quá, hoặc là bạn cũng chưa xác định được cái gì quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Còn Chúa của tôi và bạn, trước khi Ngài về trời, Ngài để lại cho môn đồ 2000 năm trước một quà tặng vô cùng là vĩ đại. Và chính quà tặng này, đó là thành công của Chúa Giêsu, thành công của Benihin, thành công của Giang Ghi Chô, thành công của Ray Khát Bon Kè, và sẽ là thành công của tôi và bạn. Đó là Đức Thánh Linh khi giáng trên các ngươi, như đã từng giáng trên ta. Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy quyền phép. Các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Tôi không chỉ nhìn thấy trong căn phòng này những mục sư, những nhà truyền giáo trong tương lai, mà tôi nhìn thấy những giáo sư, tôi nhìn thấy những nhà ngoại giao, những luật sư thẩm phán, và kể cả những triệu phú ngồi tại đây nữa. Bạn nói rằng ông này mơ mộng, đó là việc của bạn nói. Còn tôi được quyền mơ chứ. Ai cấm tôi mơ? Ai cấm tôi và ai hạn chế được điều đó? Miễn là một điều, sẽ có một ngày bạn nhìn thấy nó hiện thực. Sẽ có một ngày bạn nhìn thấy điều tôi đang nói đây hiện thực. Cái đó mới là cái quan trọng. Chỉ tiếc rằng bạn nhìn thấy mà bạn lại không phải là một trong những con người đó mà thôi. Anh chị em ơi, hãy bước vào là người ở trong những ước mơ đó. Amen. Tôi được Chúa kêu gọi, nguyện Chúa giúp tôi, giúp những người khác thực hiện những ước mơ trong lòng của mình. Đó là đủ rồi. Và lời Chúa nói rằng Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi. Các ngươi chỉ có thể thực hiện ước mơ của mình khi các ngươi có quyền phép từ Ngài mà thôi. Amen. Hallelujah. Người mẹ mang đồ ăn, trong đó có chất bổ ngon và no bụng, thế mà con lại chỉ ngửi thấy mùi gia vị hành tỏi và bỏ chạy. Chúa Thánh Linh mang tới cho bạn quyền phép, thế mà bạn không nhận quyền phép, chỉ nhìn thấy một số hiện tượng và bỏ chạy, hoặc bị dị ứng từ xa. Thật là tiếc. Tôi vô cùng cảm ơn Chúa vì mục sư Benihin đã chia sẻ trước, vì ông ta hiểu được cái gì sẽ tấn công chúng ta, và thường cái tấn công đó đã làm chúng ta đánh mất những quà tặng quý báu. Ông nói rằng kết quả của sự sức giàu hay kết quả của quyền phép mà bạn nhận được, trong đó không có sự ngã. Ông nói 7 điều về kết quả của sự sức giàu, quyền phép. 1, khi bạn được nhận được sự sức giàu, bạn thích cầu nguyện hơn. Hallelujah. Trước đây Chúa đối với bạn xa vời, xa vời đến mức độ bạn không biết Ngài là ai nữa, hoặc biết rất là ít, cho nên bạn không thể cầu nguyện lâu được. Cầu nguyện là tương giao. Tương giao có nghĩa là trò chuyện với đối tượng đó. Nếu bạn không biết đối tượng đó, nếu bạn không yêu đối tượng đó, thì làm sao bạn nói chuyện được? Ai đã từng yêu một lần trong đời, giơ tay tôi xem nào. Sao ít thế? Bây giờ hỏi lại, ai chưa bao giờ yêu, giơ tay tôi xem nào. Dạ. Như vậy có một số người không giơ là bởi vì xấu hổ thôi. Lắng nghe này, bạn đang nói chuyện với người bạn đang yêu nhá, thời gian như dừng lại, bầu trời như ngừng thở, đồng hồ như ngừng chạy, trái đất như ngừng quay. Tôi nhớ cái ngày bố vợ tôi, lúc đó chưa phải là bố vợ, cho chúng tôi đi chơi. Ông không nói với tôi, nhìn như nói với con gái của ông vậy. Và tôi đang ngồi trò chuyện rất là say sưa. Nàng bảo, anh ơi, hết giờ rồi. Tôi bảo, bao nhiêu mà hết giờ? Cô bảo, 2 tiếng rồi. Làm gì 2 tiếng? Sao mà nhanh thế? Có những người ngồi ở bờ sông Mã, anh Hùng, ngắm trăng và vặt rau má, ngồi ngậm 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 ngậm. Không còn thời gian nữa.
đang yêu mà. Thật ra khi quyền năng Chúa đổ xuống trên bạn, Đức Thánh Linh giúp cho bạn hiểu Cha, hiểu về Chúa Giêsu rõ hơn. Và khi bạn hiểu về Cha, hiểu về Giêsu rõ và yêu Ngài hơn, thì bạn thích nói chuyện với Ngài hơn. Bởi vậy cho nên hỡi những con người ngồi tại đây, đừng bắt bất kỳ một ai cầu nguyện. Mọi người hiểu không? Bắt người ta cầu nguyện không khác bắt một người phải yêu cái con kia. Làm sao mà bắt yêu được? Yêu là cái gì đó không thể định nghĩa nổi. Hỏi tại sao là yêu? Vì không biết tại sao là yêu thì nó mới là yêu. Còn biết tại sao là yêu thì không phải là yêu rồi. Con yêu nó vì bố nó là giám đốc, như vậy đâu phải yêu nó. Yêu chức của bố nó thôi. Bởi vậy cho nên khi Đức Thánh Linh đổ trên á, chúng ta sẽ thích cầu nguyện hơn. Amen. Có nghĩa là thích trò chuyện với Ngài hơn. Điều thứ hai, thích lời Chúa. Khi bạn đọc lời Chúa không còn khô nữa. Bạn đọc tin tức tại Đức đó, tờ báo lá cải đó, thấy khoái lắm, sung sướng lắm. Còn đọc một trang kinh thánh, đó là đi tù đấy. Đọc nó mệt lắm. Khi bạn có Đức Thánh Linh, Chúa giúp cho bạn đọc lời Chúa thấy sung sướng. Tiếp theo, có sự sức giàu quyền năng của Chúa tới, bạn chiến thắng thế gian và xác thịt tội lỗi dễ hơn. Trước đây bạn vật lộn với cái tội của bạn, không thắng nổi. Vừa phạm tội, ăn năn tội xong lại phạm trở lại. Còn bây giờ nhờ Chúa, bạn đi ngang qua thật là dễ. Amen. Giống như Vladimir Klitschko đấm knock out bao nhiêu đối thủ vậy. Mỗi lần lên khán đài với sức vạm vỡ đó, ông chỉ cần tung ra hai cú thôi là kẻ thù gục ngã. Sức mạnh từ Chúa tới với bạn, bạn chiến thắng xác thịt của bạn dễ hơn. Hãy lắng nghe tôi nói này, kẻ thù lớn nhất không phải ông hàng xóm, kẻ thù lớn nhất không phải là kẻ thù tấn công bạn, kẻ thù lớn nhất là kẻ thù nằm vùng. Kẻ thù nằm vùng đó có tên gọi là cái tôi của mỗi chúng ta. Nó nằm ở giữa địa đạo cái củ chi. Và mỗi khi mà mình yếu là nó từ trong củ chi nó lao ra. Và cuối cùng chúng ta thường thua cái kẻ thù đó đấy anh chị em. Nhưng nhờ sức toàn năng của Đức Chúa Trời, chúng ta đã chiến thắng nó. Amen. Tiếp theo, kết quả của sự sức giàu, đó là chúng ta thích ca ngợi Chúa nhiều hơn. Amen, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Khi nhận được sự sức giàu của Ngài, bạn như con chim chích nhảy trên đường vàng vậy. Bạn đang đi mà bỗng dưng cất tiếng hát vang. Anh cười một mình và cất tiếng hát vang. Có nhiều người sẽ ngạc nhiên bảo tại sao từ khi nhận được sự sức giàu lại thích ca ngợi Chúa như vậy. Và tiếc rằng là mình lại ít bài hát mình thuộc quá. Tiếp theo, kết quả sự sức giàu, đó là bạn thích nói về Chúa Giêsu nhiều hơn. Gặp ai cũng nói, mở miệng ra là Giêsu, mở mắt ra là Giêsu. Vì sao? Bởi vì bạn đang yêu mà. Bạn đang được yêu mà. Bạn đang yêu mà. Đồng Xuân hỏi bạn, ai trả lương cho chúng mày mà chúng mày cứ nói ra giả như vậy thế? Xin lỗi, không ai trả lương. Thế tại sao mà mày nói nhiều thế? Anh đã yêu bao giờ chưa? Bảo rồi. Thế anh có hay kể cho người khác nghe về người anh yêu không? Bảo chưa bao giờ. Thế nhưng anh chưa yêu. Còn yêu nhá, kể cả bịt miệng nó vẫn nói. Anh chị em biết, anh chị em đã bao giờ nhìn thấy người yêu chưa? Người mà đang yêu đó, hay là đang được yêu đó, không hề nói mà nhìn thấy biết ngay yêu. Rồi cái người đó nhìn cái loa đấy, không hề nhìn thấy gì hay hết, mà nó nhìn cái loa, mà nó nhìn thấy cái khác à. Mọi người hiểu không? Trời mưa tầm tã bù lầy như vậy, rồi vẫn khoái như đi hành quân vậy. Bởi vì đang yêu. Tôi nhớ sau khi yêu, tôi nói với mấy người ở trong trường về người tôi yêu, chả ai người ta nghe. Tôi mua một cái vé đi xuống 350 cây tàu xuống gặp thằng bạn học cùng lớp ngày xưa, kể cho nó nghe về người mà tôi đang yêu. Thức đêm, sáng dậy sớm, bật ngược trở lại để đi học. Trên lớp ngủ gật. Nhưng cái quan trọng ở chỗ, tối hôm qua tôi đã nói chuyện cho thằng bạn tôi biết về người tôi đang yêu. Giêsu là đấng yêu tôi và tôi yêu đấng đó. Cho nên khi sự sức giàu tới, bạn hay thích nói về người bạn đang yêu. Amen. Điều tiếp theo, kết quả sự sức giàu, đó là quyền năng phép lạ. Bạn đặt tay lên cái đau, kêu lành bệnh. Chỉ một lời cầu nguyện ngắn thôi, không vật lộn. Một người nghiện xì ke ma túy được chữa lành ngay, được giải phóng ngay. Tiếp theo cuối cùng, đó là bạn được ơn trước mặt người khác. Bạn được ơn trước mặt người khác, đó là kết quả của sự sức giàu.
Tôi có cậu con trai đang học trường phổ thông. 4 năm trước, tôi và vợ tôi quyết định xin phép thầy nó, thầy hiệu trưởng cho phép về phép Việt Nam lấy một vài ngày trước kỳ nghỉ và về sau. Mùa hè thì nóng, chỉ có tháng 10 được 2 tuần, muốn lấy trước đó, sau đó mà trường vô cùng khó. Cô giáo chủ nhiệm nói là không xin được đâu. Và thầy hiệu trưởng cũng từ chối, và cô giáo chủ nhiệm nói với vợ tôi rằng đừng có mơ là xin được. 4 năm rồi, chúng tôi chỉ có về phép mùa hè thôi. Còn tháng 10 là tháng mà rất là mát tại Việt Nam thì không về được, rất là tiếc. Nhưng sau vừa rồi, kết thúc đại hội Benny Hinn xong, Chúa đã trả lời cho tôi và vợ tôi hiểu rõ hơn thế nào là được ơn trước mặt người khác. Vợ tôi đi họp phụ huynh cho con tôi, ra khỏi lớp, gặp ngay ông thầy hiệu trưởng. Ông chào Frau Tran. Vợ tôi chào ngài hiệu trưởng. Ông nói rằng, thế cái chuyện về Việt Nam của các vị đấy, tôi biết công việc của các vị đối với dân tộc Việt Nam. Thôi, thì từ nay nghỉ cứ thoải mái. Rồi miễn là chỉ có các vị biết thôi nhá. Luật nó vẫn là luật, nhưng mà các vị được thời gian thoải mái. Cái đó gọi là được ơn trước mặt người khác. Thế nên nếu như bạn, khi bạn đi ra hạn giấy tờ, mà nếu như cái gì trục trặc, chỉ đơn giản đừng cầu nguyện ở trong danh Jesus Christ, ta trói buộc cái tà linh của những người trong này. Bạn ơi, họ làm đúng đấy, họ làm đúng luật đấy. Bạn xin sự thương xót, hãy thương xót con. Con thiếu nhiều giấy tờ lắm, thiếu nhiều tiêu chuẩn lắm, nhưng Chúa ban ơn cho con. Bởi vì lời của Ngài chép rằng lòng hay là luật của các vua trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài muốn nghiêng lệch đi đâu, đó là quyền của Ngài. Hãy cầu nguyện tiếp tục, nôn nả đừng đầu hàng vội. Còn một chút nữa thôi, còn một mét nữa là tới vàng. Câu chuyện đó tôi đã kể rồi đúng không? Một ông tỷ phú đã thất bại bởi vì đã bỏ dở cái mỏ vàng đang khai thác. Ông đã thất bại đầu hàng. Cái người mua cái đồ mà vứt đi đó đã thuê chuyên gia tới kiểm tra, phát hiện ra mạch vàng thật chỉ cách có 90 phân. Bài học chỉ còn một mét nữa là tới vàng đã giúp cho con người này học một bài học, sau đó trở thành tỷ phú với câu nói còn một mét nữa là tới vàng. Thường chúng ta hay đầu hàng khi chỉ còn cách đích có một mét nữa thôi. Thường như lúc mà vô cùng nặng nề và chán trường lại là lúc một mét nữa là tới đích thì chúng ta đứt thở. Chúng ta ngừng thở đúng cái điểm đó và tụt dốc. Hay quay sang người lân cận nói rằng đừng đầu hàng. Bởi vậy cho nên có ai đó trong thời gian vừa rồi suýt nữa là đứt hơi, Chúa đã đưa Benny Hinn tới để mà cho bạn quyền năng, sức mạnh, đưa bạn tới gần Ngài hơn. Để ở trong mối quan hệ đối với Ngài, bạn nhận được sức mới, bạn nhận được quyền năng. Căn phòng này đầy chặt người ngồi, còn lan ra cả bên ngoài nữa. Tôi đang sợ không có chỗ đậu xe. Điều đó sắp tới sẽ xảy ra đó anh chị em. Và bây giờ, để mà nhận được điều đó, chúng ta cần phải biết một số những hiện tượng xảy ra để không sợ. Bật Công Kinh Thánh tiếp theo, sách Đa-nhiên đoạn 8 câu 17-18. Anh chị còn nhớ là khi ông cầu nguyện cho tôi, cho chúng tôi cả 3 buổi đây á, nhiều điều xảy ra mà bản thân tôi khi xem lại băng kinh hoàng. Con trai tôi Jeremy nhìn một hồi nó bảo, nó khóc òa lên, nó nói với mẹ tôi, nó nói với mẹ nó với lại tôi rằng Benny Hinn bây giờ bảo vì sao? Bởi vì ông đánh papa. Tôi bảo đâu ông có đánh papa đâu. Và đi xuống vừa rồi cầu nguyện đêm ở Hall, mấy người chị em nói rằng là tôi có thằng con rể đi cùng, nó nhìn thấy lúc mà cái ông Henry Hinn cầu nguyện sức dầu cho ông miệng mục sư ở chỗ ghế đó, nó bảo mẹ kiểu mục sư ngã này chắc là vỡ đầu gãy tay gãy chân, ngã là ngã nguy hiểm quá, ngã không phải là nhìn trước nhìn sau không hạ cánh an toàn. Bạn nhìn thấy như vậy, nhìn thấy tôi và vợ tôi hoặc nhiều người nằm lăn quay ra, nhìn thấy trưởng lão Cường giống như là ngất ngư say sưa. Có nhiều trường hợp dẫy lên như vậy, rồi ông Vượng cũng thấy ngất ngư như vậy. Bạn bảo không hiểu là nếu một Chúa làm việc tại sao lại Ngài làm như vậy nhỉ? Bạn đã bao giờ bị điện giật chưa? Ai đã từng bị một lần điện giật, giơ tay ra xem nào. Bạn cầm một dây điện, ví dụ như đây dây điện, giật điện ấy, nó không phải như hát cải lương đâu. Không có điều kiểu như vậy. Nếu mà giật kiểu như vậy là điện chắc là điện pin. Còn nếu mà điện
222, 220 hoặc 20, 230 V đó. So vào, thậm chí bật bêu. Đó gọi giật điện. Và bây giờ chúng ta cùng nhau xem có một số câu kinh thánh. Người đấy là sự hiện thấy, người đây là Chúa. Người bèn đến gần chỗ ta đứng, khi người đã đến, ta kinh hãi và ngã sấp mặt xuống đất. Người bảo ta rằng, hỡi con người, hãy hiểu biết, vì sự hiện thấy đó có quan hệ tới kỳ sau rốt. Câu số 18. Khi người đương nói với ta, ta ngủ mê sấp mặt xuống đất, nhưng người đụng đến ta khiến cho ta đứng dậy. Ông tiên tri Đa-nhiên đấy. Khi mà Chúa hiện diện đến lại gần, con người đó không chịu nổi. Tôi không hiểu là những người khác ra làm sao. Tôi ngồi cách ông chỉ có 3-4 mét thôi. Mà nói thật, mỗi một lần đến gần con người đó, người đó giống như là bún vậy. Không phải vì ông ta đáng sợ, có một gì rất là êm dịu, làm cho tôi và vợ tôi, hai vợ chồng về nhà bàn luận tiếp theo nữa. Cả hơn tuần sau chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau về vấn đề đó. Chúng tôi nằm đây á, nếu mà được ấy, nằm cả tháng được, nằm nghỉ hơi sung sướng, mặc dù không có chăn, không có đệm, không có gối, mà cả tôi và vợ tôi đều sung sướng thích thú. Tôi mới hiểu được tại sao Phê-rơ nói với Giê-xu rằng là ba cái lều ở đây luôn đấy Chúa ạ, xuống làm gì nữa cho mệt. Khi mà Chúa hóa hình trên núi đó, ông nói rằng Chúa ơi, là ba cái lều đi, ông quên luôn vợ, quên luôn con, quên luôn cái đàn em ở phía dưới, ông ở luôn trên núi này. Thấy ra cái cảm giác ấy, ở trong đó đó, nó thật là tuyệt vời. Đứng ở ngoài sự thật, để mà chiếu một số cái hình ảnh ở trên kia cho anh chị em trước khi Berlin tới đó, tôi phải chiến đấu với tôi nhiều lắm, bởi vì tôi được dạy trong trường thần học kiểu khác. Nhìn thấy ông ấy, ngã cả đám mấy ngàn người như vậy, tôi bảo để làm cái gì, làm cái trò vô tích sự. Nhưng mà sự thật, tôi hiểu được rằng ở trong cái môi trường đó, bạn nhận được nhiều điều lắm. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Chỉ vì cái ngày ba buổi giảng đó giúp đỡ cho anh chị em không bị dị ứng với những điều ngã đó, mà tôi phải vượt qua để chiếu những cảnh đó cho anh chị em trước, đừng dị ứng mà đánh mất món ăn ngon. Đa-nhiên đã ngủ mê sấp mặt xuống đất khi mà đấng đó đến gần ông ta. Câu 27. Cũng đoạn này câu 27. Bây giờ ta Đa-nhiên mê mẩn. Thế nào là mọi người biết là mê mẩn không? Mê mẩn có nghĩa là mê mẩn. Khó giải thích lắm. Và đau ốm trong mấy ngày. Đoạn ta trỗi dậy làm việc của vua, ta rất lấy làm lạ sự hiện thấy ấy, nhưng chẳng ai rõ ý của nó. Không những chỉ mê mẩn mà có sự khác biệt trong cơ thể nữa. Người nó rã rời, sung sướng, đau ốm, nhưng mà đây là không phải là đau khổ nhé. Nó đặc biệt. Bởi vậy cho nên anh chị em cần phải hiểu, có một số những hiện tượng xảy ra, nhưng hiện tượng đó không quan trọng bằng mục tiêu của đấng đó mang cái gì tới cho ông ta. Đấng mang tới cho ông ta sự hiện thấy, đấng mang tới cho ông ta những lời tiên tri vào thời kỳ sau rốt. Nhưng sự hiện thấy hay là những cái gì mà bộc lộ ông ta ghi luôn ra cho bạn, đừng sợ. Amen. Amen. Hallelujah. Tôi đã nhiều lần ôm con trai của tôi. Khi tôi ôm nó như vậy, tôi ghi rất là mạnh. Nó cảm nhận được cái đau mà tôi ghi nó. Nó cảm nhận được hơi ấm của tôi. Nhưng nó nhận được điều khác. Cái đau đó không bằng sứ điệp mà tôi muốn nói với con tôi rằng, ba yêu con lắm Jeremy. Cái đó là cái quan trọng hơn. Mọi người hiểu không? Thế ra mấy cái ngã, mấy cái mê mẩn, mấy cái nằm sấp mặt, mấy cái đau ốm mấy ngày không quan trọng bằng cái sứ điệp mà đấng đó mang tới cho mỗi chúng ta. Nhưng mà đừng nhìn cái mê mẩn ngã này mà mình chuồn mất. Mỗi lần mà tôi thấy đau nó bỏ chạy á, nó đánh mất cái sứ điệp mà tôi muốn cho nó cái khác. Tiếp theo, câu kinh thánh Các Vua 1 đoạn 8. Trong khi ông Salomon dâng đền thờ cho Đức Giê-hô-va, trong lúc cầu nguyện như vậy, đám mây vinh hiển của Chúa ngự xuống, đến nỗi những thầy tế lễ vì có mây ấy không thể đứng đó mà hầu việc được. Không thể đứng được, không thể đứng trụ nổi. Đám mây vinh hiển ngự xuống, đám mây vinh hiển ngự xuống. Mỗi một lần người ta nhận được huy chương vàng, họ đeo trên ngực cái huy chương, cái đó là sự vinh hiển. Hoặc mão ở trên đầu, khi đeo mão vương miện hoa hậu hoàn vũ hoặc huân chương vàng, cái người đó khóc rưng rức. Cái mão này không nặng,
Huân chương này không nặng, nhưng có một niềm vinh dự khác làm cho người ta không chịu nổi. Đám mây vinh hiển ngự xuống làm cho người ta không thể đứng nổi. Tiếp theo, Sách Giăng đoạn 18 câu 3 đến câu 6. Khi đoàn quân gửi tới để bắt Chúa Giêsu, trong cái vườn đêm tối đó, bao nhiêu người nam giới đang ngủ trong khu vườn đó đều ăn mặc quần áo dài, đầu râu. Anh chị tưởng tượng người Việt Nam không râu dễ phát hiện ra ông nào là ông Cương, ông nào là ông Vượng, ông nào là ông Trung, ông nào là ông Cẩn. Còn người Do Thái lúc bây giờ 2000 năm trước, người nào cũng râu xồm xoàm như vậy, tóc dài như vậy, lại trùm một cái chăn bên ngoài. Trời tối làm sao biết được đâu là Giêsu mà bắt. Thành ra họ phải có một người chỉ điểm, tôi mà hôn ai thì bắt đúng người đó. Và người đó là Judas Iscariot, là học trò bên cạnh ngài. Đêm tối lại gần hôn là họ bắt ngay. Nhưng mà những người lính Do Thái này, người lính La Mã này, muốn cho nó chắc, hỏi ta cần tìm Giêsu. Chúa nói câu gì? Câu 3 này: Giuđa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pharisee sai đến, cầm đèn đuốc khí giới và vào nơi đó. Đức Chúa Giêsu biết mọi điều đã xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: tìm Giêsu người Nazareth. Đức Chúa Giêsu phán rằng: chính ta đây. Giuđa là kẻ phản ngài cũng đứng đó với họ. Vừa khi Đức Chúa Giêsu phán chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất. Kinh không? Cái gì khiến cho họ té xuống đất? Ông Benhin có hai vệ sĩ to đùng đi theo một số người đỡ nữa. Có những vệ sĩ của Tổng thống Mỹ đi cùng bảo vệ. Và Chúa nói trước đó rằng: không ai bắt được ta khi ta chưa cho phép. Ngày thứ nhất ta còn giảng tiếp, ngày thứ hai ta còn giảng tiếp, ngày thứ ba được quyền bắt. Không ai bắt được ta khi ta chưa cho phép. Ngài vẫn giảng như vậy đó, 3 năm trời không ai bắt được ngài. Và lúc ngài nói ta đây, bắt đi, lúc đó dàn thiên binh bảo vệ Chúa giãn ra. Và khi họ giãn ra thì quyền năng đó được bộc lộ. Những người đó chịu không nổi, ngã rạp. Bạn ơi, lắng nghe này. Bạn không nhìn thấy, nhưng lời Chúa hứa rằng có thiên sứ đi theo bạn để bảo vệ đó. Mọi người hiểu không? Mọi người bảo ôi, chuyện vớ vẩn, ông nói cái này toàn chuyện cổ tích. Bạn ơi, hãy lắng nghe tôi nói này. Hơn 100 năm trước, có một con người mà tên ông ta đã phải xây bệnh viện tại Hà Nội đó. Ông ta đã đưa ra một chủ thuyết mà cả Âu Châu giới y học chống đối ông ta. Ông ta có tên là Louis Pasteur. Ông ta nói rằng có một loại siêu vi trùng hay là vi khuẩn ở trong không gian này, bất kỳ đồ gì bạn sờ mó vào có thể vi khuẩn đó nhiễm vào cơ thể của bạn. Người ta cười ầm ĩ, nhưng ông ta đã chiến đấu bảo vệ bằng được điều đó. Và bây giờ cả nhân loại hiểu được rằng điều Louis Pasteur 100 năm trước nói hoàn toàn chính xác. Bạn hãy dạy con của bạn trước khi ăn phải rửa tay, điều mà Kinh Thánh nói cả 4.000 năm trước rồi. Lời Chúa nói là đừng động vào người chết, vi khuẩn sẽ hành động. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, lời Chúa càng ngày càng chính xác. Không phải cái gì bạn không nhìn thấy là không có. Amen. Đấng không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Vi khuẩn bạn không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Khi bạn ốm, một cái hắt hơi của bạn, cả hàng chục ngàn vi khuẩn bay vào không khí xa 4 mét. Bởi vậy cho nên khi ho hay hắt hơi, hãy lấy vải hoặc tay mà bịt miệng lại. Đừng có ho tự do, cười thì bịt miệng, ngáp thì tự do, tự do, ho tự do, còn hôn nhau thì chui bụi rậm. Bởi vậy cho nên chúng ta hãy biết được những lời hứa của Chúa, thiên sứ đi theo bảo vệ chúng ta, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Amen. Amen. Hallelujah. Bởi vậy cho nên đừng sợ. Câu chuyện mà tôi bị mafia truy lùng và đối diện với mafia, anh chị em còn nhớ rồi đấy. Chúa ngày bảo vệ. Tiếp theo, Khải Huyền đoạn 1 câu 17. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và đấng sau cùng. Cũng hiện tượng ngã. Công vụ đoạn Habacuc đoạn 3 câu 16 nói về thân thể của tôi run rẩy. Tôi đã nghe thì thân thể tôi run rẩy. Nghe tiếng ngài thì môi tôi rúng động. Sự mục nát nhập vào xương tôi và tôi run rẩy trong chỗ tôi.
có những cái dấu hiệu xảy ra trong thân thể của bạn. Tiếp theo câu 5, tiếp theo nữa, Công vụ đoạn 10 câu 10 nói về sự nhất trí. Khi mà thần Chúa hành động, người ta có thể nằm im lặng nhất trí và nhìn thấy những giấc mơ, nhìn thấy sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Phêrô bị nhất trí. Thi Thiên 126 câu 2, đó là câu kinh thánh cuối cùng để tôi cầu nguyện cùng với bạn ngày hôm nay. Thi Thiên 126 câu 2, lời Chúa nói rằng khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười, lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Trong dân ngoại người ta nói rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc lớn. Khi thần của Chúa, quyền năng của Ngài đổ trên bạn thì lời Chúa nói rằng miệng của chúng tôi đầy sự vui cười, miệng đầy vui cười và lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Đó là những dấu hiệu khi thần Chúa hành động. Mời anh chị em cùng nhau đứng dậy nào. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.